Hello, xin chào cả nhà ha. Thì mình tên là A Lý. Hiện tại đang ở shop tranh Sơn Dầu Cần Thơ. Thì đây là tác phẩm mình vừa vẽ cho khách một người khách ở bên Mỹ ha, đặt là cái bức tranh phố cổ Hội An. Ha, thì lấy cái bối cảnh là nắng sớm ha cả nhà. Nắng sớm có sương mù, cả nhà thấy phía xa đây cảnh nó mờ, rất là mờ nhạt ha, đó. Mờ đi nó bị sương mù, nó che mờ đi cái ánh sáng nó chiếu vào. Thì ở trên thì có cây phượng đỏ ha, ở dưới thì có những cô học trò đi học về ha, đó. Thì có những cái ngôi nhà đây rất là đẹp. Thì tác phẩm này kích thước là 57 nhân cho 80. Thì trước đó mình đã đăng một tác phẩm thì cái vị khách thì không hài lòng cho lắm, là do không có cái chiều sâu lắm, thì A Lý đã sửa lại ha, không có chiều sâu, không có sương sớm đó cả nhà, không có mù sương mù ha, thì A Lý đã sửa lại là có mù sương và buổi sáng cho nó mờ mờ ảo ảo ha. Thì cả nhà mình có cái nhu cầu vẽ tranh cũng như là trang trí nhà cửa thì bên A Lý có nhận thiết kế trang trí nhà cửa cho mình ha, và sau đó là mình có những cái tác phẩm mà bằng trực tiếp mình vẽ tay ha, đó, cho cả nhà mình xem. Đây, những cái bông hoa trên những cái ngôi nhà rất là cổ xưa ha, nhìn nó rất là cổ cổ kính, tường rồi ha, những cái ngôi nhà này rất là cổ kính. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem dõi theo dõi cái video này ha, cảm ơn các bạn rất là nhiều.